Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Và một tuần nữa đã trôi qua, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau. Ở video lần này sẽ là một video độ motor nha các bạn. Như các bạn thấy ở đây thì mình có khá là nhiều motor, nhưng mà đặc biệt nhất trong cái đống này chính là cái motor này. Thì đây chính là loại motor 3V siêu cấp VIP Pro nha các bạn. Vòng tua của nó rất là cao luôn, 98.000 RPM. Tuy nhiên thì những cái động cơ như thế này trên thị trường bây giờ rất là hiếm các bạn, rất là khó mua. Nếu mua được thì với giá rất là cao. Cho nên là ở video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách độ cái motor 3V cùi bắp này thành cái motor 3V siêu cấp VIP Pro này nha các bạn. Và để độ cái motor 3V thì tất nhiên chúng ta sẽ cần một cái motor 3V như thế này. Hai cái ổ bi lỗ 2mm nha các bạn. Không thể nào thiếu dây đồng được rồi các bạn. Đường kính của dây này khoảng 0.5mm nha các bạn. Một cái motor 180 thì cái này mình sẽ dùng vào việc gì thì các bạn theo dõi video sẽ rõ nha. Ok, và không nói linh tinh liên thuyên nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu độ cái motor 3V này nha các bạn. Let's go. Bước đầu tiên chúng ta sẽ độ phần dây đồng cho cái motor nha các bạn. Mình sẽ tháo cái nắp nó ra. Thì ở đây để tiết kiệm thời gian thì mình đã bỏ đi cái phần dây đồng zin của nó rồi. Như các bạn thấy thì cái phần dây cũ nó rất là nhỏ luôn. Còn đây chính là cái phần dây mà chúng ta sẽ độ. Nó sẽ lớn hơn gấp 4-5 lần cái sợi dây cũ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quấn cái phần dây đồng lớn này vào trong cái lõi motor. Sau khi các bạn đã hàn cố định phần đầu dây vào trong cái chấu này rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ quấn dây theo chiều ngược kim đồng hồ từ đây qua đây. Vòng như thế này, rồi sau đó chúng ta sẽ hàn vào cái chấu tiếp theo ở đây. Ở vòng dây đầu tiên thì mình quấn là 15 vòng nha các bạn. Bước tiếp theo mình sẽ hàn cái phần dây này vào trong cái chấu tiếp theo nha. Như các bạn thấy thì mình đã quấn được vòng đầu tiên rồi. Đối với vòng thứ 2, vòng thứ 3 thì chúng ta sẽ quấn tương tự luôn. Ở vòng thứ 2 thì chúng ta sẽ nối dây vào đây, sau đó quấn ngược kim đồng hồ, rồi hàn vô đây. Ở cái cuộn thứ 3 cũng chính là cuộn cuối cùng thì chúng ta sẽ hàn vào đây, quấn ngược kim đồng hồ, sau đó chấm vào cái điểm này, rất là đơn giản luôn. Để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ bỏ qua cái phần quấn hai cuộn này nha các bạn. Thì ở đây mình đã quấn được 3 vòng rồi các bạn. Đấy, vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần độ phần dây đồng rồi. Bước tiếp theo chúng ta sẽ độ phần 500 ở phía trong cho cái motor nha các bạn. Thì ở đầu video mình đã nói chúng ta sẽ cần một cái motor 180. Đây, và mình sẽ lấy cái phần 500 ở trong cái motor này để gắn vào bên đây nha. Ở đây mình đã bóc được hai cái 500 của cái con 180 ra rồi các bạn. Đây chính là cái 500 zin của motor 3V, còn đây là cái của 180. Nó dài muốn gấp đôi luôn các bạn. Nên mình sẽ cắt bớt cho nó ngắn bằng cái này nha. Để cắt cho cái này ngắn lại thì mình sẽ dùng kềm. Mình bấm cho nó gãy từ từ nha các bạn, chứ không thể nào mà cắt một đường thẳng luôn được. Chúng ta sẽ bấm từ cái cạnh như thế này. Đấy, cho nó ngắn từ từ lại. Và mình sẽ có hai miếng 500 như thế này. Ở đây thì nó hơi mẻ nhưng không sao nha các bạn. Thì mình đang độ motor với level cao nhất mà các bạn, nên cái phần vỏ chúng ta không thể nào mà để zin như thế này được. Nhìn nó khá là bình thường. Với lại là cái hiệu quả tản nhiệt của nó không cao, nên ở bước thứ 3 mình sẽ mod lại cái vỏ motor này nha. Đầu tiên mình sẽ thay cái vòng thép này bằng cái vòng bi nha.
Ây da, và đây chính là cái vỏ motor 3V đã được mod đó hả? Thì làm cái này rất là kỳ công đó nha. Thì nói chung là cái này làm kỳ công lắm các bạn. Mình đã cắt rồi mài khá là lâu luôn mới được cái vỏ như thế này. Như vậy thì chúng ta đã mod xong cái phần vỏ của motor rồi. À, quên nữa các bạn, phải sơn lên thì nó mới mạnh nha. Đấy, bây giờ mình sẽ sơn cái vỏ này lên. Thì mình mới sơn cho nó cái màu xanh GB á các bạn, cái màu giống chiếc Exciter á. Đấy, bây giờ mình đợi nó khô nha. Rồi sau đó mình sẽ lắp cái phần 500 vào. Đấy, cái màu xanh rất là đẹp luôn. Ok, và trong thời gian đợi cái vỏ motor nó khô thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách độ cái đít motor đó hả? Thôi mệt quá. Thì ở đây mình sẽ độ cái vòng bi vào trong cái nắp motor này. Rồi cái phần chổi quét này mình sẽ thay bằng cái chổi than của cái nắp motor 180 nha. Và khi chúng ta độ cái motor 3V lên, chúng ta sử dụng cái dòng 5V, 6V thì cái phần chổi quét này nó sẽ chịu không nổi nha các bạn. Nên bây giờ mình sẽ thay cái phần chổi quét này bằng cái chổi quét của cái motor 180 ở đây nè các bạn. Đấy, chúng ta sẽ tháo cái này ra. Chúng ta độ vào đây. Đấy. Thì như vậy là chúng ta có thể độ được cái phần đuôi của cái motor rồi. Ok, thì ở đây cái vỏ motor hồi nãy mình sơn nó đã khô rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp cái phần 500 vào nha. Và bây giờ mình sẽ ráp cái motor này lại và test cho các bạn xem nha. Ok, và mình đã độ max level con motor 3V này rồi các bạn. Mình thấy cái màu xanh nó chìm qua các bạn nên mình sơn lại cái màu cam nhìn cho nó nổi bật lên nha. Bây giờ mình sẽ test luôn cho các bạn xem. Ở bài test đầu tiên thì mình sẽ cắm điện vào để cho các bạn xem coi cái tốc độ giữa hai con motor này nó khác nhau như thế nào nha. Đầu tiên là cái motor 3V này. Ở đây mình sử dụng cục pin 2S. Đây các bạn nghe nha. Thì không có gì đặc sắc hết các bạn. Bây giờ sẽ đến lượt cái motor siêu cấp VIP Pro này nha các bạn. Vẫn là nguồn 2S hồi nãy thôi. Đấy các bạn có thấy không? Siêu mạnh luôn. Đây mình để nguyên nha, mình thử lại cái motor 3V hồi nãy cho các bạn coi nè. Đây. Thì hoàn toàn không có cắt ghép gì nha các bạn. Đây. Nó xoay rất là chậm. Đấy, nó mạnh khủng khiếp luôn. Tiếp theo sẽ là màn test với cánh quạt nha các bạn.
Bây giờ là đến lượt cái motor khủng khiếp này. Như các bạn thấy thì nó thổi bay luôn cái cây đó luôn, rất là mạnh. Ok, và như vậy là mình đã độ được cái motor 3V này thành một cái motor siêu cấp VIP Pro như thế này nha các bạn. Và theo mình nghĩ thì đây chính là level max rồi các bạn. Không còn gì để độ trên cái motor này luôn. Và cái sức mạnh của motor này thì cũng đã được thể hiện qua cái bài test vừa rồi của mình. Đó, nó mạnh. Theo mình thấy là nó mạnh gấp khoảng 7-8 lần cái motor này nè các bạn. Hoặc có thể là 10 lần luôn. Vừa có tốc độ rồi vừa có lực nữa. Có điều là cái motor này nó hoạt động, nó sinh ra nhiệt rất là lớn. Nếu mà chúng ta dùng để độ xe hoặc là làm cái gì đó thì nên bổ sung thêm cái bộ phận tản nhiệt đó các bạn. Rồi, ok, như vậy là mình đã hoàn thành việc độ maximum, max level cái motor 3V này luôn rồi các bạn. Và nếu các bạn thấy cái video này hay và hữu ích thì hãy để lại một like, một bình luận, đặc biệt là một đăng ký kênh để theo dõi những cái màn độ chế tiếp theo của mình nha. Và nếu như các bạn yêu thích cái video này nhiều thì mình sẽ thử chế cái tàu Thái Lan từ cái động cơ 3V này để coi nó chạy có nhanh không nha các bạn, hoặc là độ xe. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nhớ ấn nút like để ủng hộ mình nha. Bye bye.